Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị, Thái Lan của tác giả Dương Hành Triệt do Thi Hương Dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 4, Bích Họa Tuyệt Sắc 1 Trong liêu trai trí dị có một chuyện tên gọi bức tường vẽ, kể về một thư sinh nghỉ lại trong miếu hoang dưới chân núi sâu, trước một bức tường vẽ sau đó chàng đã lọt vào một thế giới huyền ảo với những mỹ nhân do yêu hoa hóa thành sống cuộc đời tựa thần tiên ở thái lan cũng có một truyền thuyết tương tự thảm sâu trong rừng vạn độc có một ngôi làng toàn là gái đẹp bất cứ người đàn ông nào lọt vào đó cũng phải si mê một kể tới đây lão sư phụ từ từ khép mắt trên mặt lộ vẻ đau thương tôi đang nghe rất chăm chú vì trong câu chuyện có nhắc tới giống người có con mắt đỏ chắc hẳn có liên quan với tôi. Tôi hy vọng có thể biết được chút ít thông tỷ về thân thế của mình. Nhưng lão sư phụ cứ im lặng rất lâu không nói gì. Tôi vô cùng sốt ruột, tim gan khó chịu như có ai vò bóp. Bên ngoài tháp che đi luôn vọng lại tiếng người huyên náo, còn có cả tiếng còi cảnh sát rồn rập. Tôi giật nảy mình, đoán rằng chắc ai đó đã nghe thấy tiếng động lạ trong tháp nên đi báo cảnh sát rồi không biết kẻ điều khiển cổ thuật ngoài kia đã chết hay chưa? A à chan, tôi khẽ gọi. Lão sư phụ lúc này mới mở mắt, mỉm cười với tôi. Ở Thái Lan, Phật giáo có địa vị trí cao vô thượng, cuộc chiến vật cổ 10 năm một lần. Cảnh sát cũng biết và có một tổ chức bí mật chuyên xử trí việc này. Yên tâm, họ sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tôi nhớ lại một lượt câu chuyện mà lão sư phụ vừa kể, thấy có khá nhiều sơ hở, rất bất hợp lý. Lại chẳng đến đầu đến đũa, chưa ra đâu vào đâu. Nhưng tôi cũng ngờ ngợ đoán ra thân thế của lão, bèn tò mò hỏi: "A Chan, Bra-song đã trốn được rồi, tại sao còn muốn quay về nước Thái? Cóp chỉ kiếm cớ chiêu mộ lính đánh thuê thôi mà, Bra-song có nhất thiết phải tham gia đâu?" Có lẽ ông ta muốn gặp mặt người tình, sắc mặt lão sư phụ vô cùng buồn bã. "Vậy ai đã giết Trương Kiệt, Kiến Quân?" tôi đã đoán ra nhưng vẫn hỏi vì muốn có câu trả lời chắc chắn thí chủ đã biết hà tất phải hỏi lão sư phụ ngấm ngầm khẳng định phán đoán của tôi tôi thoáng đỏ mặt thế tại sao cóp lại phải mất công gọi thêm nhiều người cùng đi thế để càng giống như thật phải không để mọi người tin rằng ông ta chiêu mộ lính đánh thuê thật không chỉ vì chuyện đó sau này ta nghĩ lại thấy rằng hắn rủ chúng ta đi cùng là để làm thức ăn cho hắn chữ hắn của lão sư phụ chắc là để chỉ Bra Song. chỗ chúng ta có một truyền thuyết, cứ mỗi đêm trăng rằm lại có một kẻ xấu bị ác ma cắn cổ hút máu tới chết. sau hôm đó ta đã hiểu ác ma không phải ai khác mà chính là là ông thân sinh của sư phụ. tôi bột mi ảnh tiếp lời nhưng ngay sau đó lại thấy hơi hối hận vì sự đường đột của mình. lão sư phụ cười gượng gạo, đúng vậy, Bra Song là cha của ta. tôi thầm nghĩ nếu là như vậy thì chắc hẳn lão sư phụ đã từng gặp bộ tộc người quỷ. nếu đã từng gặp, chắc chắn sẽ biết nhiều chuyện về những người mang con mắt đỏ và cả lời nguyên nghìn năm bí mật của bộ tộc người quỷ như cop và Prasong đã nhắc đến trước khi chết nữa. đừng hỏi ta, ta không biết. lão sư phụ thở dài. ta ở chùa Wat Chiang Man đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ có người của bộ tộc người quỷ tìm tới. thậm chí ga đã hoài nghi liệu bộ tộc ấy có thật hay không tôi nghi hoặc hỏi a chan vậy tại sao ông lại tới đây làm trụ trì về sau đã xảy ra chuyện gì lão sư phụ nhìn xoáy vào tôi có biết nước thái nổi tiếng nhất là gì không người truyền giới tôi đáp ngay không nghĩ ngợi tiếng còi cảnh sát đã không còn vang lên bên ngoài tháp che đi luôn chắc là tổ chức bí mật kia đã dàn xếp xong rồi lão sư phụ lại cất giọng vang vang tiếp tục kể cho tôi nghe quãng đời kỳ lạ tiếp đó của mình những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt chương 4, Bích Họa Tuyệt Sắc 2 2. Vương vệ quốc lanh lẹ lia dao rạch dọc bụng con nhím rồi thọc tay vào trong, lộn ngược ra ngoài, toàn bộ lớp da tuột khỏi mình nhím. Hắn ném bộ da tua tủa lông nhọn đi, móc bỏ mật rồi đem xuống suối rửa sạch. Tôn trí trông nhận lấy con nhím, lôi từ trong túi ra một cục muối mỏ, gõ lấy một miếng nhỏ nhét vào bụng nhím rồi thêm đám kỳ tử. Sơn tinh dại vừa hái về, lấy lá chuối rừng bọc kín, chát thêm một lớp bùn dày, bỏ xuống cây hố trần xương bình vừa đào, lấp đất lên, lót ít cành cây xuống dưới rồi chất cành cọ dầu lên trên. Cậu lấy đá lửa ra, gõ cành cạch một hồi, ngọn lửa mau chóng bén vào cành cọ dầu, ánh lửa xanh biếc bùng lên. Trần xương bình bắc nồi lên bếp, trong có ít tôm hùm nước ngọt bắt được dưới đầm lầy và nấm khổng lồ chỉ có ở vùng rừng nhiệt đới. Một lúc sau, nước trong nồi đã sôi sùng sục, mùi thơm của thịt tôm hùm và nấm tươi lan tỏa khắp không gian. Trần Sương Bình lấy ra gói ớt khô, bỏ từng quả vào trong nồi canh, rồi cứ ngồi đờ đẫn nhìn vào cái nồi như ngây dài. Sau khi trải qua chuyện khủng khiếp hôm trước, ba người còn sống sót đều cảm thấy hết sức nặng nề, cả ngày lầm lì không muốn nói năng. Họ đã lạc đường trong rừng vạn độc, đây là một sự thật khủng khiếp. May sao trong rừng luôn sẵn đồ ăn thức uống, có gặp nguy hiểm thì đã vó vương vệ quốc cứu nguy. Trần Sương Bình càng nghĩ lại càng hối hận, nếu không phải chú đường ra sức thuyết phục thì với tính cách nhút nhát bẩm sinh, kiểu gì cậy cũng sẽ không dán vượt biên đi làm lính đánh thuê ở Tam Giác Vàng. Anh vệ quốc, liệu chúng ta có thể ra khỏi đây không? Tôn trí trùng khều bùng đống lửa, hỏi. Vương vệ quốc ném tóm hòn đá xuống sông, lan tỏa ra tầng tầng sóng. Sương Bình, mắt của em đã đỡ hơn chưa? Vương vệ quốc đứng bất động nhìn những vòng sóng lăn tăn. Đỡ nhiều rồi à? Trần Sương Bình dụi mắt, chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay mắt đau, nhìn thứ gì cũng thấy lờ mờ, khô rát như dao cứa. Anh biết tại sao cóp lại hỏi chúng ta đi cùng rồi. Vương vệ quốc quay lại nói. Anh, chúng ta là thức ăn phải không? Tôn trí trung bỗng bật khóc. Ba người chẳng ai nói với ai câu nào. Bây giờ, họ chỉ còn biết trông chờ vào tấm bản đồ rách nát mà cóp để lại. Tấm bản đồ sơ sài về cả cánh rừng vạn độc. Vương vệ quốc không hề biết rằng, tấm bản đồ trên tay hắn có lẽ là tấm bản đồ duy nhất trên thế giới về cánh rừng vạn độc đứng đầu trong số bốn cáng rừng thần bí nhất trên thế giới. Rừng vạn độc tuy chỉ tồn tại trên truyền thuyết của các dân tộc miêu, giao, lật túc nhưng lại có thật. Nếu tấm bản đồ rơi vào tay giới thám hiểm quốc tế, chắc chắn sẽ là một báu vật nhưng trong mắt vương vệ quốc tấm bản đồ lại chẳng khác gì một con mãng xà khổng lồ trườn trên mặt giấy có điều trên mình mãng xà đánh dấu rất nhiều dấu hiệu kỳ quặc mà hắn không tài nào hiểu nổi nhưng càng khiến hắn đau đầu hơn nữa là trên tấm bản đồ còn rất nhiều hình vẽ đầu lâu nhịn rắn may sao là dân đi rừng lành nghề hắn đã căn cứ vào một hình đầu lâu trên bản đồ để xác định được vị trí đại khái của mình một ký hiệu khác ở hần nhất vẽ nguệch ngoạc một hình đầu người. Tấm bản đồ vẽ tay đã quá cũ kỹ, hình đầu người đã rất mờ nhưng vẫn loáng thoáng nhận ra là đầu phụ nữ. Thôn của họ cách nước Thái khôn xa nên cũng nghe được người già kể lại một vài truyền thuyết của người Thái. Có một truyền thuyết kể rằng, trong rừng vạn độc có nhiều ngôi làng thần bí. Trong đó có một ngôi làng là nơi cư trú của một bầy tiên nữ dáng trần, cũng có người kể là yêu nữ luyện hình thành người đàn ông đến làng này sẽ được họ tiếp đón nồng hậu phục dịch chu đáo sung sướng hơn cả đế vương vương vệ quốc tuy có nghe nói nhưng chẳng bao giờ tin thế nhưng sau khi tận mắt chứng kiến pra song biến thành chó sói hắn chợt cảm thấy có vẻ như thế giới này không giống như mình tưởng tượng chưa biết chừng có ngôi làng như thế thật cũng nên trong cảnh tuyệt vọng người ta thường dựa vào hy vọng để mà sống ăn thôi hắn bước lại bên bếp Ba người bắt đầu câm lặng ăn canh tôm hùm nấu nấm và thịt nhím nướng. Đột nhiên, Trần Sương Bình ngừng nhai, hai mắt hớt hải nhìn về phía xa. "Sương Bình, sao vậy?" Vương Vệ Quốc bỏ miếng thịt tôm vào trong miệng, hỏi. Trần Sương Bình hoảng hốt, "Không, không sao, nhưng hình như em nghe thấy có tiếng hát. Những miền linh dị Thái Lan." Dương Hành Triệt. Chương 4: Bích họa tuyệt sắc 3 vương vệ quốc trao mày nghiêng đầu lắng nghe một lúc lâu rồi đập vào đầu trần sương bình đồ thỏ đế trong rừng này chỉ có ba người chúng ta làm gì có ai khác ở đây trần sương bình không nói gì chỉ đờ đẫn đứng dậy cứ thế bước đi đi đâu thế vương vệ quốc đã sẵn mệt mỏi thấy trần sương bình cứ như hóa ngây thì bực mình nhặt lấy một cành củi đang cháy ném vẻo đi thanh củi đang cháy rực đập chúng người trần sương bình đốm lửa đỏ đâm thủng cả quần áo, chọc vào da thịt, khói bốc xèo xèo nhưng Trần Sương Bình cứ như không hề biết đau, vẫn lầm lũi bước đi. Vương vệ quốc lúc này mới trột giả, quát lên, Sương Bình, đi đâu thế? Em nghe có tiếng người đang hát, còn gọi tên em. Trần Sương Bình lờ đờ đáp. Vương vệ quốc vội đuổi theo, quay lại ngay. Nó lại lên cơn điên đấy, anh cứ kệ nó. Tôn Chí Trung vẫn điềm nhiên mùi ăn, Thường ngày nó toàn kêu là mình nhìn thấy ma quỷ, chắc giờ lại lên cơn hâm dở ấy mà. Đúng vậy, Trần Sương Bình không phải được sinh ra trong thôn. Nhiều năm về trước, không biết ai đã bỏ cậu ta lại ở đầu thôn và đã được người dân trong thôn nuôi lớn. Từ nhỏ, cậu ta đã không được ai yêu mến. Có lần, một đám thợ săn đi săn đêm trở về gặp một bóng trắng giật giờ trên phố. Nhìn kỹ mới nhận ra là Trần Sương Bình đang trần chuồng nhắm mắt mà đi có người bực mình đập cho cậu ta một nhát, cậu ta liền kêu ré lên, ngã vật xuống, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật. Lại có một lần mấy ngày liền không nhìn thấy cậu ta, chẳng ai biết là đi đâu. Sau đó, có bọn trẻ ra sau núi chơi, phát hiện cậu ta đang nằm ngủ trong một cỗ quan tài cũ nát thò ra khỏi mộ. Người già trong thôn đều nói thằng bé này bắt tự nặng âm, mệnh hợp ma quỷ. Người trong thôn đều xa lánh chỉ có chú Đường là đối xử rất tốt với cậu ta. Lần này cóp tới thôn tìm người, bí thư chi bộ đã đồng ý đổi cậu ta lấy tem phiếu không chút đắn đo. Vương vệ quốc tuy ghét cậu ta nhưng nhìn lại đống hành lý lình kỉnh nên lại đuổi theo. Lúc này, Trần Sương Bình đã đi khuất vào trong rừng cây. Vương vệ quốc vội rẽ đám cành cây rậm rạp đuổi theo, thấy Trần Sương Bình đang đứng trước một gốc cây, hai tay sờ soạng thân cây, ngửa cổ không biết đang nhìn thứ gì thằng thỏ đế kia, quay lại mau. Vương vệ quốc chụp lấy vai Trần Sương Bình kéo lại. Trần Sương Bình vừa quay người lại, vương vệ quốc đã giật nảy mình. 4. Tôn trí trung lúc này cũng đã chạy theo tới nơi, vừa thấy Trần Sương Bình thì lập tức rú lên kinh hãi. Anh, hai người làm sao thế? Trần Sương Bình kinh ngạc nhìn vương vệ quốc. Tôn trí trung đang định lên tiếng, bỗng thấy vương vệ quốc nháy mắt với mình thì ngậm may miệng lại. Không sao, vương vệ quốc cố gắng nói thật bình tĩnh sờ em bị làm sao thôi trần sương bình lại ngừa cổ nhìn lên ngọn cây anh này em cảm thấy trên cây này có cái gì đó tôn trí trung sợ hãi giật lùi lại vài bước vương vệ quốc vốn to gan lớn mật cũng thấy sườn da gà vội ngước mắt nhìn lên cây tán cây rậm rạp tầng tầng lớp lớp phiến lá rất rộng ánh mặt trời không thể chiếu qua chẳng nhìn thấy gì nhìn mãi mỏi cổ vừa định hạ đầu xuống thì bỗng từ trên không trung rớt xuống một giọt chất lỏng rơi ngay trúng miệng cảm giác tanh tưởi mặn chát dính nhép như máu khiến hắn nhổ phì phì liên hồi từ trên tán cây bỗng rào một tiếng ba người còn chưa kịp giật mình thì một khối đen xì to tướng đã rơi xuống đẻ gãy cành cây đổ hữu ích xuống chính giữa ba người tôn trí trông ối lên một tiếng quay đầu chạy ngay vương vệ quốc cũng lạnh toát sông lưng vội vã vung dao ném lia lịa, bất chấp đó là thứ gì. Khối đen kia nằm im lìm bất động, mặc cho vương vệ quốc băm vằm. Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ, bất giác bật cười, đó chỉ là một con chăn lớn đã chết. Con chăn phải dài đến 4, 5 mét, thân to như cây xô, thịt da nát bấy sau cú băm vằm của vương vệ quốc. Rõ ràng khi rơi xuống, nó đã chết từ lâu rồi. Á, à, sao con chăn lại có tay người thế? Trần Sương Bình hét toáng lên, chỉ vào bụng con chăn. Vương vệ quốc lại giật mình đánh thót, nhìn kỹ lại, thấy đúng là từ bụng chăn thỏ ra hai bàn tay, một bàn tay còn cầm con dao găm, tay bên kia đeo tràng hạt màu xanh lá cây, tỏa áng sáng xanh dịu dịu. Vương vệ quốc bừng hiểu ra, vội cầm dao rạch mổ bụng chăn. Từ bên trong lăn ra một cái xác người không hiểu con người vắn số kia chui vào rừng vạn độc làm gì để đến nỗi bị chăn nuốt chừng. Thói quen của chăn là sau khi nuốt chừng con mồi sẽ leo lên cây để tránh bị thú dữ tấn công. Nạn nhân tuy bị nuốt vào trong bụng nhưng vẫn cố dùng dao găm rạch bụng chăn, kết quả là cả người và chăn đều chết. Nhìn chuỗi tràng hạt sáng lấp lánh, có vẻ rất quý giá. Vương vệ quốc lòng tham trỗi dậy, bèn tháo lây luôn, chùi qua loa vào áo rồi đeo vào cổ tay. Anh này, không nên lấy đồ của người chết. Trần Sương Bình ngăn cản nói, dễ bị ma ám lắm đấy. Vương vệ quốc chỉ hừ một tiếng, nghĩ thầm có mày là ma thì có. Hắn lại ngồi thụp xuống, cố gắng chịu đựng mùi tanh tưởi lục lọi trên cơ thể xem có còn thứ gì đáng giá nữa không. Thi thể đã bị tiêu hóa nham nhở, trông giống như một khối sáp chảy, không còn nhận rõ hình thù. Hắn cầm con dao dài chọc vào thi thể, đột nhiên phát hiện ra chỗ bất thường trên đầu thi thể còn mọc ra một cái đầu nữa tròn xoe trông như cái bướu. Cơ thể người này co quắp rất lạ, giống như cái rẻ lau bị vặn xoắn hết cỡ nhưng trên vai còn loáng thoáng nhìn thấy có hai cánh tay nữa dính chặt vào thân mình. Chẳng lẽ hắn là kẻ dị dạng hai đầu bốn tay? Hắn chợt nhớ hồi nhỏ, trong làng có một thiếu phụ đang mang thai về thăm mẹ đẻ. Tới quá nửa đêm mà nhà mẹ đẻ vẫn không thấy chị ta về bèn sách đèn lồng đi tìm, mãi một lúc lâu sau mới thấy chị ta xách làn trúc đi vòng quanh môi mộ hoang. Khi người nhà tìm thấy, chị ta vẫn ngỡ đang là ban ngày, mới đi được một lúc. Bà đồng trong thôn nói chị ta bị ma giữ chân, đốt giấy vàng uống với rượu nếp sẽ không sao. Kết quả là khi truyền giả, chị ta sinh ra một đứa trẻ đầu chọc lốc, chỉ có đầu và mình, không có tứ chi, giống như một y cục thịt. Người trong nhà cho là quái thai nên đã âm thầm vứt ra mộ hoang. Con người trước mắt hắn cũng là một quái thai. Quái thai thường sẽ bị vứt ngay đi khi mới đẻ, làm sao có thể lớn bằng này được? Chẳng lẽ có thể tự mình sinh tồn trong rừng vạn đâu? Chắc là ít có khả năng. Vương vệ quốc thấy trên thi thể không còn thứ gì giá trị nữa thì đứng dậy. Tôn trí trung lúc này đã đánh bạo quay trở lại, vừa nhìn thấy cái xác quái dị đã nôn nguệ ẩm ý. Vương vệ quốc cho mày, chửi thầm, đồ vô dụng. Thằng oát này ngày thường ham ăn biếng làm, nghe nói đi làm lính đánh thuê có tiền có gái thì bỏ nhà đi luôn. Dọc đường chỉ ăn với ngủ, không được chăm chỉ như thằng Trần Sương Bình. Chí Trung, mày vừa vừa thôi, vương vệ quốc quát. Trần Sương Bình lấy ra một ống trúc, mở nốt đưa cho Tôn Chí Trung. Không ngờ Tôn Chí Trung nhảy dựng lên, đập rơi luôn ống trúc, mày tránh xa tao ra. Trần Sương Bình ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhặt ống trúc lên, băn khoăn nhìn vương vệ quốc. Vương vệ quốc cố làm ra vẻ thản nhiên nói, kệ nó. Nó mất hồn vía cả rồi. Bỗng nhiên, có vài âm thanh quái dị vẳng từ xa lại. Lần này, vương vệ quốc cũng đã nghe thấy. Chăm chú lắng nghe, loáng thoáng như tiếng con gái hát, hình như có cả tiếng cười nói râm ran. Trong rừng vạn độc không một bóng người lấy đâu ra tiếng hát của con gái sực nhớ tới truyền thuyết về tiên nữ vương vệ quốc giật mình kinh hãi lẽ nào truyền thuyết lại là sự thật nam anh em lại nghe thấy tiếng hát nữa đây. trần sương bình chỉ về phía đó hai người cũng nghe thấy phải không vương vệ quốc cảm thấy việc này thật ma quái đang do dự không biết nên đi về hướng đó hay không thì thấy tôn trí chung hai mắt đờ đẫn đi thẳng vào rừng như kẻ mất hồn thầm nghĩ cứ loanh quanh trong rừng kiểu gì cũng chết mà hướng phát ra tiếng hát cũng vừa hay là vị trí vẽ hình đầu phụ nữ trên tấm bản đồ vương vệ quốc bèn quyết định cứ đi thử đến đó xem sao nghĩ là vậy vương vệ quốc lập tức phăm phăm tiến vào trong rừng đi được một lát thì tôn trí trung đã mất hút trần sương bình vẫn bám sau lưng hắn cành cây gai góc quẹt vào người tưa máu tiếng con gái cười nói đã nghe rõ hơn còn sen lẫn cả tiếng nước xối rào rào trên mặt đá. Tiếng nước mỗi lúc một rõ, trên lá cây đã thấy đọng đầy những giọt nước long lanh trong vắt, không khí ẩm ướt mát dịu. Đi thêm khoảng hơn chục mét nữa, trước mặt vương vệ cũ bỗng sáng bừng. Một mặt hồ xanh biếc như viên ngọc bích khảm trong thung lũng núi bao ba mặt. Một thác nước như dải lụa trắng phất phơ buông xuống, xối trên những khối đá cỡ lớn, nước bắn mịt mù như sương một dài cầu vồng lung linh treo trên thác tôn trí trung đã đứng đó từ bao giờ đờ đẫn nhìn xuống hồ nước vương vệ quốc tiến lại gần và cũng đã nhìn rõ rành rành lập tức hai mắt phát sáng trong làn nước trong veo gợn sóng xanh biếc mười mấy thiếu nữ hoàn toàn lõa thể đang tung tăng bơi lội như bầy cá thi thoảng lại có cô nhô hẳn người lên khỏi mặt nước ngẩng đầu hát véo von làn da trắng nuột bám đầy những giọt nước li ti óng ánh như ngọc trai dưới nắng mái tóc đen mượt chảy như lụa trên vai, đôi gò bồng đào căng tròn và eo lưng thì thon thả lượn thành một đường cong kéo dài vào trong làn nước. Vương vệ quốc nuốt nước bọt ưng ực, tôn trí trông kêu lên một tiếng kỳ quặc, cơ thể nhem nhuốc bùn đất nhảy tõm xuống hồ nước trong, trông thật ghê sợ. Phát hiện ra những vị khách không mời, các thiếu nữ kêu ré lên, đưa tay ôm ngực, thụp xuống dưới nước, những khuôn mặt kiểu diễm sợ hãi ngước lên nhìn họ. Tôn trí trông vụng về quạt tay đạp chân theo kiểu bơi chó tiến lại gần, vùng nước xung quanh sôi lên ngầu đục. Đám thiếu nữ hè nhau bởi trở lên bờ, cuống quýt mặc quần áo. Vương vệ quốc lúc này mới chân tĩnh lại, vội chửi mắng tôn Chí trùng ẩm ý, thầm tiếc hùi hụi vì mấy cô gái kia đã mặc quần áo cả rồi. Đám thiếu nữ thấy tôn trí Chung vẫn hì hụp đạp nước trong bộ dạng hết sức cạch cỡm thì chỉ về phía hắn cười phá lên. Tôn Chí Trung có lẽ đã bơi mệt nên đứng lại giữa hồ, ngây ngô cười đáp lại. Thình lình, từ trong thác nước có một bóng đen lao vọt ra, rơi đánh ùm xuống nước. Trong hồ hiện rõ một cái bóng dài ngoãng, lừ lừ bơi về phía Tôn Chí Trung. Các cô gái trên bờ lập tức chỉ tay xuống hồ rú lên thất thanh. Tôn Chí Trung không hiểu, cứ ngỡ họ muốn nói hỉ với mình, hí hửng vẫy tay loạn xạ. "Chí Trung, lên bờ mau." Thằng đần Vương vệ quốc cảm giác có nguy hiểm, lập tức gọi lớn. Tôn Chí trung vẫn đứng yên, chỉ quay đầu nhìn vương vệ quốc, định phân trần gì đó. Đột nhiên, tôn Chí trung bỗng chới với như bị thứ gì đó túm lấy chân kéo tuột xuống dưới hồ, chỉ còn lại hai tay khô khoáng. Mặt hồ lập tức cuồn cuộn bọt sóng như nước sôi, qua là nước trong vắt, có thể thấy tôn Chí trung đã bị một con cá lớn dài cỡ 2 mét, đầu như con ếch đớp lấy nửa người dưới máu tươi mau chóng loang đỏ một vùng con cá há miệng táp liên hồi mỗi lần táp tôn trí trung lại bị nuốt sâu thêm một đoạn miệng cá lởm chởm răng nhọn có móc câu ngược thoát cái tôn trí trung đã bị nuốt tới thắt lưng đã không còn quẫy đạp được nữa thân trên mềm nhũn mắt mũi tai miệng trào máu tươi đớp thêm vài cây nữa tôn trí trung đã bị nuốt chừng con cá bơi lại lên bờ tới trước mặt vương vệ quốc nhô cái đầu quái dị gác lên bờ hồ. Trong tiếng la hét hỗn loạn của các cô gái, con cá há ngoác miệng tanh tươi. ọc một tiếng, từ trong cổ họng ộc ra một bãi nước bọt xanh lét và một thứ gì đó tròn xoe bắn ra lông lốc. Vương vệ quốc đã kinh hãi đến rụng rời, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất, cách mõm cá chưa đầy một mét. May sao con cá đã lùi lại, lặn xuống dưới hồ, bơi ảo ảo đến trước thác nước, nhảy trở vào trong vật tròn xoe kia đã dừng lại trên mặt đất. Đó là một cái đầu người nham nhở, trên lớp da đầu bầy nhầy vẫn còn sót vài cọng tóc, bộ mặt chỉ còn trơ xương, hai hốc mắt đen xì vừa hay chiếu thẳng vào vương vệ quốc. Vương vệ quốc rú lên kinh hãi, hai tay vô thức quờ quảng trong không trung, hai chân đạp đất đẩy lùi người lại, chàng hạt trong tay sáng lóe lên dưới nắng. Các cô gái đã thôi la hét, cùng trợn mắt nhìn vào chàng hạt trên tay hắn, thì thầm vài câu gì đó với nhau. Rồi một cô gái trông có vẻ nhiều tuổi nhất men theo bờ hồ tiến lại gần, từ xa đã chắp hai tay trước ngực, trông rất cung kính. Anh ơi, chuyện gì thế? Trần Sương Bình lập bập cất tiếng hỏi sau lưng Vương Vệ Quốc. Vương Vệ Quốc lúc này mới nhớ ra, khi sự việc kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt, Trần Sương Bình chẳng kêu lên một tiếng nào. Lúc này nghe cậu ta hỏi, hắn mới hoàn hồn đôi chút, quát ầm lên, mù à mà không nhìn thấy. Em, anh ơi, em không nhìn thấy thật, tự dưng em chẳng nhìn thấy gì nữa. Trần Sương Bình mở căng hết cỡ cặp mắt tối sầm, sợ hãi nói. Vương vệ quốc quay nhìn, thấy hai con mắt cậu ta đã không còn đỏ lòe như khi nãy nữa, chỉ còn là hai khối đen kịt như than, lòng trắng cũ bê dê đã biến mất, đen ngòm tựa như vực thẳm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 4, Bích Họa Tuyệt Sắc 4. 6. Kể tới đây, lão sư phụ đột nhiên dừng lại. Tôi đang sốt sắng muốn biết chuyện tiếp theo nhưng đợi mãi vẫn không thấy lão lên tiếng, bèn vừa ho khan vài tiếng như thúc giục. Lão sư phụ khẽ cười, hỏi, thí chủ đoán xem, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Đang đợi dài cổ, tôi nghe mà bực mình, suýt chút nữa thì buột miệng bật lại tôi mà đoán được thì hỏi ông làm quái gì nữa? May mà tôi nín được. Tôi chỉ im lặng chờ lão kể tiếp. Hơn chục cô gái đi theo cô gái dẫn đầu cung kính bước tới trước mặt vương vệ quốc, khom lưng xuống thật thấp. Những khe ngực sâu hun hút ẩn hiện trong cổ áo đã khiến vương vệ quốc mất hồn, quên bắn luôn Trần Sương Bình đang kêu ca không nhìn thấy gì, còn bực bội quát lên, thôi mày im đi. Không bố mày vứt mày lại bây giờ. Trần Sương Bình đang hoang mang tột đổ, nghe vương vệ quốc dọa dẫm thì càng run sợ, ngồi nhũn xuống đất bật khóc. Có lẽ không nhìn thấy gì nên các giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn hẳn. Cậu ngửi thấy một mùi hương lạ thoang thoảng, có kẽ tỏa ra từ người các cô gái kia. Cậu cảm thấy trong mùi hương đó còn xen lẫn mùi kỳ quái, rất khó mô tả, khen khét ngây ngấy như mùi mỡ rán. Nhưng vì sợ vương vệ quốc, cậu không dám ho he, chỉ biết mùi im, hai tay bám chặt xuống đất. Cô gái dẫn đầu nói vài câu gì đó với Vương Vệ Quốc nhưng Vương Vệ Quốc không hiểu. Cứ đứng ngẩn ra chẳng biết phải đối đáp thế nào. Hai con mắt cứ láo liên dán chặt vào cơ thể của những thiếu nữ. Thấy Vương Vệ Quốc không hiểu, cô gái dẫn đầu thoáng ngỡ ngàng. Cảnh giác lùi lại rồi chỉ vào chuỗi tràng hạt trên tay Vương Vệ Quốc, lại nói vài câu gì đó. Vương Vệ Quốc có mốc đến mấy thì giờ cũng đã hiểu ra đám thiêu nữ đang muốn tìm hoặc đang đợi kẻ quái thai đã bị mãng xa nuốt chừng giữa đường tín vật chính là chuỗi tràng hạt hắn cảm thấy mình đã gặp may mắn hắn không nói năng gì chỉ nghiêm mặt lại giơ cổ tay lên vừa nhìn thấy động tác này các cô gái lập tức toàn thân run bắn bắt chéo hai tay trước ngực quỳ dạp xuống đất cô gái dẫn đầu sắc mặt đầy kinh hãi liên tục chỉ vào thác nước lại chỉ ra phía sau mặt mũi méo sạch đi Vương Vệ Quốc đoán chừng đám thiếu nữ rất kính nể người mang chàng hạt, trong lòng mừng thầm, lại càng cố tình tỏ ra thật oai nghiêm. Cô gái dẫn đầu thấy Vương Vệ Quốc không nói năng gì thì mừng rỡ, vội vã đứng dậy, khum núm cúi gập nửa người, nói vài câu gì đó với các cô gái phía sau. Từ sau lưng cô gái lập tức bước ra hai cô gái xinh đẹp nhất, giống hệt như nhau, có lẽ là chị em sinh đôi đang tiến lại gần, rồi một trái một phải đỡ lấy tay Vương Vệ Quốc hình như muốn dẫn hắn đi đâu từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ vương vệ quốc chưa bao giờ được đối đãi ân cần đến vậy hồn siêu phách lạc nào là cổ sói nào là con ngươi đỏ nào là cá khổng lồ hắn đều quên sạch bách hí hửng giang tay ôm lấy hai chị em cô gái dẫn đầu thoáng ngạc nhiên nhìn vương vệ quốc nhưng không dám nói câu gì lại chỉ vào trần sương bình ý muốn hỏi có dẫn theo cùng không vương vệ quốc giờ mới sực nhớ ra trần sương bình đang mù dở thấy cũng tội nghiệp liền phẩy tay một cái ra hiệu cư dẫn theo lại có hai cô gái tách ra miễn cưỡng bước lại đỡ lấy trần sương bình anh ơi trần sương bình giật nảy mình kêu lên chuyện gì thế này các anh là ai vương vệ quốc không nhịn được cười nghĩ bụng thằng danh kia lớn bằng này rồi mà chưa bao giờ được gần gũi đàn bà đến đàn ông hay đàn bà cũng chẳng phân biệt được là ẩn này phải cho nó hưởng phúc một phen. Cô gái dẫn đầu đoàn người đi vòng qua hồ, rẽ sang bên trái. Lúc này mới thấy giữa hai vách núi có một khe đá thẳng tắp, chỉ đủ cho một người lách qua. Vách đá dốc ngược, xung quanh mây gai chẳng chịt, cây cối rậm rạp che kín bưng. Nếu không có người dẫn đường, chắc chắn không thể nhận ra khe núi này. Đi theo khe núi khoảng 100 mét, vương vệ quốc bỗng thấy trước mắt sáng bừng một thung lũng mưa rộng trước mắt và một ngôi làng rất bề thế. Khe núi uốn lượn như con rắn bạc, từ trên đỉnh núi xuôi theo sườn dốc đổ xuống hồ nước sau làng, bụi nước trắng xóa tung lên mờ mịt. Dìa lào um tùm đủ các loại cây ăn quả ngon lành như dưa, thanh long, chuối tiêu, nho, vải. Quả mọc lúc liều, đọng đầy những giọt sương long lanh trông vô cùng đẹp mắt. Trên cánh đồng thanh thang, lúa xanh non mơn mờn dập dờn theo gió một vài phụ nữ mặc quần cộc để lộ đôi chân trần màu đồng tròn lẳn, thẳng tắp đang vung khẽ roi ra quát gọi bầy châu. Đúng là tiên cảnh nhân gian. Cô gái dẫn đầu liền cao giọng nói gì như hát, tất cả mọi người đều dừng ngay côn việc lại, tươi cười tiến ra khỏi thôn xếp thành hai hàng ngay ngắn, đồng thanh cất tiếng hát véo von, còn vỗ tay theo nhịp. Vương vệ quốc thấy người trong thôn toàn là phụ nữ, mỗi người mỗi vẻ nhưng ai ai cũng là tuyệt sắc giai nhân, thầm nghĩ không biết mình phúc đức mấy đời mới được bước chân vào môi làng tiên nữ thế này. Lòng dạ lâm lâm đến tậm mây xanh, bột miệng nói, Sương Bình, từ giày về sau mày chỉ việc theo anh hưởng phúc thôi. Phúc gì cơ ạ, à? Trần Sương Bình chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết đưa tay quờ quảng về phía trước. Thằng đần, mày không thấy à? Ở đây toàn gái đẹp, lại có cơm ăn nước uống đầy đủ, không phải hưởng phúc thì là gì? Ôi chào! mà mày mù mất rồi còn đâu. Vương vệ quốc xài rộng bước chân đi vào trong thôn, hai hàng phụ nữ hai bên vái chào cung kính, hắn tưởng như mình là một vị quân vương. Trần Sương Bình vội dò dẫm đi theo, trong lòng hoang mang kinh hãi, chẳng may vấp chân ngã nhào, vội lồm cồm bò dậy, gọi toáng lên phía sau, anh ưu, làm gì có con gái nào ở đây? Em cảm thấy toàn là đàn ông mà. Nhưng chẳng ai đáp lời cậu, cậu bèn tự mình bò dậy, lần mò theo con đường đất đi tới trước cổng làng. Ở hai bên cổng có hai bức tượng, bên trên viết loằng ngoằng những con chữ kỳ quặc. Nhưng Trần Sương Bình không nhìn thấy, lại càng không nhìn thấy hình thù của hai pho tượng, giống hệt nhau như đúc ra từ cùng một khuôn. Nửa trên là cơ thể thanh xuân của thiếu nữ nhưng nửa thân dưới lại mang hình hài đàn ông. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 4: Bích họa tuyệt sắc năm 7. Vương vệ quốc ngả người trong thùng gỗ mù mịt hơi nước, hai ma lim dim. Một thiếu nữ non tơ độ 15-16 tuổi mơ màng rắc những cánh hoa vào thùng nước, bên dưới mái tóc xén bằn dưới chán, cặp mắt đen lay là y đang tò mò ngắm nghía gã đàn ông xa lạ. Suốt bao ngày đêm nơm nớp căng thẳng, bôn ba lao lực. Lúc này, vương vệ quốc bỗng cảm thấy người ngợm xương cốt bài hoài dã rời. Hắn thả lòng toàn thân, biếng nhác nằm dài trong thùng nước, mệt đến độ chẳng thiết tha gì đến cô gái tơ trước mặt. Có lẽ do cơ thể được thả lòng hoàn toàn sau những ngày mệt mỏi triền miên, cũng có lẽ do hương hoa nồng nàn lan tỏa từ là nước ấm nên chỉ chốc lát sau, vương vệ quốc đã thiêu thiêu ngủ. Cô gái thấy vương vệ quốc đã thiếp đi thì tùm tìm cười, khẽ đẩy cửa. Vài cô gái bước vào, bày lên bàn đủ các món ăn ngon lành, hoa quả, rượu nếp. Vài phụ nữ đứng tuổi trải nệm mới lên giường, rắc phấn thơm sực nước. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, hai chị em sinh đôi bước vào phòng, không một mảnh vải che thân, nằm xuống giường, kéo cánh màn buông xuống. Nước trong thùng nguội dần, vương vệ quốc bỗng giật mình một cái choàng tỉnh, người trượt xuống dưới, sặc vài ngụm nước mới tỉnh hẳn. Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy đầu óc mụ mị cứ như trong mơ, phải một lúc sau mới tỉnh táo trở lại hắn bất giác sờ vào chuỗi hạt trên tay. Hắn tin chắc, tất cả những chuyện này đều là vận may do chuỗi chàng hạt mang lại. Nhìn một bàn đồ ăn ngon lành, hắn phân chấn bước ra khỏi thùng nước, ngồi xuống bên bàn ăn như rồng cuốn. Lúc này, từ bên ngoài bỗng vọt vào tiếng đàn sáo rên rỉ vừa như thiếu nữ thẹn thùng, lại vừa như thiếu phụ cô đơn. Vương vệ quốc càng nghe càng thấy toàn thân nóng rực, hắn uống thêm mấy chén rượu, bỗng thấy cánh màn vén lên, hai cô nàng sinh đôi tuyệt đẹp đưa tay ra vẫy gọi tình tứ vương vệ quốc hai mắt bỗng đỏ ngầu cổ họng bỏng rát như nuốt than lập tức bổ nhào ngay lại lúc này trần sương bình vẫn ngồi thu lưu bên bức tượng trước cổng làng đột nhiên hai mắt đau nhói bên tai nghe rõ mồn một tiếng kêu rên thảm thiết chính là tiếng của vương vệ quốc tiếng kêu rên nghe vô cùng đau đớn tột đổ trần sương bình bật dậy hoảng hốt không biết phải làm gì ngay sau đó, tiếng rên la đứt quãng, yếu đi, rồi mất hẳn. Hai mắt cậu nhói buốt dữ dội, đau đớn không sao chịu nổi. Đột nhiên, trước mặt lóe sáng, ánh nắng chói lóa khiến cậu chảy nước mắt giàn rùa. Cậu lại hồi phục thị lực. Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy ngay hai pho tượng sinh động như người sống. Trần Sương Bình giật bắn mình sợ hãi, nhớ đến vương vệ quốc, cậu loảng choạng chạy vào trong làng và cậu nhìn thấy trên khoảng sân rộng giữa làng, có một đám phụ nữ mình trần đứng quay lại thành vòng tròn đang rền dĩ ngâm nga một giai điệu gì giống như thần chú. Trên cao đài ở chính giữa sân, có một người mình bê bết máu bị trói vào giá gỗ, tay chân giang rộng, vẫn còn rên rỉ yếu ớt. Bên cạnh người máu có hai cô gái, cô bên trái cầm một con dao sắc nhọn, mũi dao nhỏ máu tong tòng. Cô bên phải cầm một tấm khăn đẫm máu, dơ cao về phía đám người đám đông đang vô cùng hưng phấn cùng giơ cao tay hò hét từ trong đám đông lạo bước ra hai người một người dùng một thứ trông giống như lưới đánh cá quấn chặt xung quanh người máu chặt tới mức thịt ra lòi từng cục qua mắt lưới cô gái cầm dao găm lập tức xẻo lấy từng miếng thịt lòi ra mọt xớt như cắt đậu phủ ném từng mảnh vào trong thùng gỗ người máu đã gục đầu đứng im trong hốc mắt là hai con người đẫm máu nháy mắt người máu đã chỉ còn trơ lại khung xương một cô gái bê thùng gỗ đi xuống dưới đài đổ tất cả những đầu thịt vào một nồi nước lớn sôi rùng sụp trần sương bình nấp ở một bên tận mắt chứng kiến cảnh tượng man dở khiếp sợ tới mức hai chân run lên lẩy bẩy bắt đầu hối hận vì đã khôi phục thị lực đúng lúc này chẳng thả hắn mù cho xong đột nhiên sau lưng cậu vọng lại tiếng bước chân khẽ khàng một giọng nói già nua vang lên than ôi lại có người không cưỡng nổi sự cam dỗ của nhân yêu. Trần Sương Bình giật nảy mình quay lại, thấy sau lưng là một nhà sư khoác áo cả sa, đang dì dầm niệm Phật. Ồ, thí chủ, cũng có con người đỏ, nhà sư mở to mắt ngạc nhiên, nhìn vào mắt Trần Sương Bình. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 4, Bích Họa Tuyệt Sắc 6 8 Lão sư phụ kể đến đây, ruột gan tôi đã nhộn nhảo, tóc gáy dựng đứng, a à chan, người máu kia là vương vệ quốc. Lão sư phụ gật đầu, đúng vậy. Vậy chuyện này là, đầu óc tôi bùng nhùng. Đó là những người bán nam bán nữ hay vẫn gọi là nhân yêu. Lão sư phụ giải thích, Thái Lan là đất nước Phật giáo, người tu hành rất nhiều, chùa triền nơi nào cũng có. Mỗi ngôi chùa đều có trụ trì, mà trước khi trở thành trụ trì cần phải trải qua cửa ải, cám dỗ hồng trần cái gọi là cam dỗ hồng trần, chính là trước khi cao tăng trở thành trụ trì sẽ phải ở một mình trong lều, bên trong bầy sẵn rượu ngon thức ngon, có gái đẹp hầu hạ nồng nhiệt quyến rũ. Nếu vẫn có thể vững như bàn thạch, không hề phá giới mới có đủ tư cách trở thành trụ trì. Tuy nhiên, sự thực rất nhiều cao tăng đã không vượt khỏi cam dỗ mà phá giới ngay trong đêm đó. Thế là một cao tăng du học ở phương Tây đã tìm thấy một pháp môn từ trong một cuốn sách tà môn chọn ra những bé trai xinh xắn để yểm cổ biến thành nhân yêu bán nam bán nữ, đóng giả gái đẹp đi quyến rũ tăng nhân. Đây chính là nguồn gốc của nhân yêu. Thế còn ngôi làng đó? Toàn là nhân yêu, chuyên để chuẩn bị cho cuộc chiến Phật cổ. Nếu muốn trở thành trụ trì chùa Oát Chiêng Man, phải dẫn theo không qua hai tùy tùng vào rừng vạn độc nương theo Phật tính tự nhiên để tìm đến làng nhân yêu. Đường đi gian nan nguy hiểm không sao kể xiết sau khi trải qua muôn trùng khổ nạn, sẽ càng thêm thâm thí sinh mệnh có được không phải dễ dàng. Nếu đến làng nhân yêu mà vẫn trụ vững trước mọi cam dỗ mới có thể trở thành trụ trì chùa oát chiêng man, đương đầu với cuộc chiến tranh Phật cổ 10 năm một lần. Sau này ta mới hiểu ra, quái thai trong bụng mãng xà chính là người sắp sửa tiếp quản ngôi vị trụ trì trong tương lai. Người này và Tùy Tùng đều bị mãng xà nuốt chừng vào bụng, sau khi bị tiêu hóa nửa chừng đã dính chặt vào nhau. Vương vệ quốc đã cướp bóc chuỗi chàng hạt nên các phụ nữ trong làng ngỡ hắn là người được thử thách, đã đưa hắn vào làng. Sau này, A Chan của ta đã nói cho ta biết, làng nhân yêu đã bị yểm một loại cổ kỳ lạ. Tất cả nhân yêu đều không được tự tiện rời khỏi làng, nếu không toàn thân sẽ dạn nứt mà chết. Cứ 10 năm một lần, sẽ có một nhà sư tới tìm nhận thử thách. Nếu vượt qua được toàn bộ cám dỗ hồng trần, toàn bộ nhân yêu trong làng sẽ giảm thọ 5 năm. Nhưng nếu có cao tăng phá giới, người này sẽ lập tức bị lột da xẻ thịt, nhân yêu nhờ thế mà duy trì được tuổi thanh xuân, sống thọ thêm 10 năm. Bởi vậy, nhân yêu trong làng luôn ra sức dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ cao tăng phá giới nhằm duy trì tính mạng của mình. Nếu đổi lại là mấy hôm trước, kiểu gì tôi cũng nghĩ là lão sư phụ đang phét lác để hù dọa người ngoại quốc. Nhưng sau một loạt sự việc xảy ra, tôi không thể không tin. Nhưng kẻ nghĩ ra cách này quả đúng là quá biến thái. Ai đã nghĩ ra cách này vậy? Xưa kia có một đệ tử của Cao Tăng, tương truyền nhặt được một cuốn sách cổ thuật, âm thầm luyện theo, sau bị phát hiện nên đã bị thiêu sống. Trước khi chết, hắn đã lập ra lời nguyền chiến tranh Phật cổ 10 năm một lần. Chính đệ tử nhiều đời của kẻ này đã dùng cổ thuật để tụ tập đám nhân yêu trong rừng vạn độc để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. Tôi càng nghe, lại càng thấy ớn lạnh trong người. Lão sư phụ ho sù sụ một chặp rồi nói, do cha ta để lại cho ta con ngươi màu đỏ nên đã được sư phụ dân về chùa Oát Chiêng Man. Ta đã trải qua năm cuộc chiến tranh rồi, tùy thí chủ cũng có con ngươi màu đỏ nhưng ta cảm thấy con ngươi màu đỏ của thí chủ không giống với ta. Hơn nữa, có vẻ thí chủ cũng không có ý khổ tu trong chùa. Thí chủ có thể đi được rồi. Nghe vậy, tôi mới thở phào. Tuy chưa nhận được lời giải thích nào về con người đỏ, nhưng lão sư phụ đã khẳng định rằng tôi khác với lão, cha tôi không phải người sói, chúng phải cổ sói, thế là tôi yên tâm. Hơn nữa, mắt tôi giờ đã hóa đen, tôi không cần thiết phải băn khoăn nữa. Nếu ta không nhầm, lần này thí chủ tới đây có lẽ là liên quan tới một bộ tộc thần bí. Bộ tộc này có nhân mạch và tài lực dồi dào vô cùng, hiểu được rất nhiều phương thuật thần bí có lẽ thí chủ chính là truyền nhân của bộ tộc này, được phái tới Thái Lan tiếp nhận thử thách. Thí chủ hãy tự lo liệu lấy. Đột nhiên, tôi sực nhớ tới cái lão già say xỉn nằng nặc đòi nhận tôi làm đệ tử. Chẳng lẽ chính lão ta sắp đặt mọi việc cho tôi? Nhưng tôi lập tức gạt phát cái giả thuyết hoang tưởng này. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế được? Tôi lại nhớ tới thằng bạn Nguyệt Bính, đến giờ vẫn chẳng có tin tức gì của nó cả, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Những câu hỏi này cứ quăng quần mãi trong đầu tôi lúc ra khỏi chùa Wat Chiang Man đến tận khi tới trường đại học Chiang Mai. Tôi liên hệ với ban giám hiệu nhà trường, rất nhanh đã có người ra cổng đón tôi và sắp xếp ký túc xá cho tôi ở nhưng chẳng thấy ai nhắc đến một lời về Mengrai cả, cứ như nhân vật đó chưa bao giờ tồn tại. Cái tổ chức thần bí mà lão sư phụ đã nhắc đến, có vẻ rất có thế lực. Tôi có hỏi đến bí mật và lời nguyền nghìn năm của bộ tộc người quỷ nhưng lão sư phụ lắc đầu không biết. Chính xác hơn, có lẽ đây là điều tôi không nên biết nên lão mới không chịu nói với tôi. Nhưng lão có nói, mỗi khi xảy ra chiến tranh Phật cổ, bộ tộc người quỷ đều sẽ phái nhân vật kiệt xuất nhất tới tham gia mà lần này lại chả thấy tung tích của bộ tộc người quỷ đâu. Có lẽ bởi Mengrai đã phát động cuộc chiến Phật cổ quá sớm. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn